Hello, xin chào mọi người ha. Thì clip hôm nay em dẫn mọi người đi ra ngoài đồng với em một bữa ha. Thì bữa nay sẵn tiện thì em đang vô ở trong cái vườn trang của em để em làm này nha anh chị. Thì ngay cái khu vực này đây là lúc trước là em trồng cái trang cam này lon, thì em đã bứng lên em chia sẻ tới anh chị cũng rất là nhiều rồi đó. Kế bên cái chỗ mà cái vườn trang của em thì người ta trồng lúa đây anh chị. Đây là lúa nè, lúa người ta mới vừa cấy nè anh chị thấy ha. Này là buổi chiều nha anh chị. Cái này là 5 giờ chiều rồi. 5 giờ chiều nhưng mà ở ngoài đồng hiện tại thì bây giờ nắng còn cũng nóng lắm anh chị ơi. Thời tiết cỡ này nắng rất là nóng. 5 giờ chiều rồi nhưng mà trời chưa có dịu. Còn ở đây là anh chị thấy cái mấy cây này, cái lưới này em che lên mát để em vô em ngoài em trốn nắng. Em đang dựng cái dàn lên để em kéo cái lưới giảm nhiệt đó anh chị. Em bứng những cái cây trang này vô. Thì như anh chị biết đó thì cây trang ở bên em thì em bán tới anh chị của mình đó là cái cây thần chậu thì em mới giao cho khách ha. Để anh chị mình về anh chị mình không có biết chăm á thì nó chết cây trang rất là uổng. Đây là cái lô trắng lá chung thì chỉ vài ngày nữa thôi thì em sẽ bứng cái lô này vô chia sẻ tới anh chị của mình để cỏ nó lên nè anh chị ơi. Trong cái thời gian mà em làm ở nhà thì không có vô đây làm thường được anh chị, cho nên là cỏ nó lên, nó bò lên rất là dữ. Thì em cũng mới có dọn dẹp sơ sơ nè, thì ở phía dưới này là nó vẫn còn một cái lớp màng phủ nha anh chị, cho nên là cỏ lên không có nhiều nha. Đó như anh chị thấy nè, ở đây còn màng phủ, mấy cái chỗ mà nó lủng á là nó lên những cây cỏ đó. Còn đây là cây trang trắng lá chung mà anh chị thấy nè, cái đặc tính của nó thường là nó sẽ lên hai màu đây, trong một cái bông đây nha anh chị. Anh chị thấy nè, trong một cái bông nó có vừa màu trắng và vừa màu hồng luôn đó, anh chị thấy không, vừa trắng vừa hồng luôn nha anh chị. Như cái cánh hoa này anh chị thấy nè, cái cánh hoa này nè đó, nửa bên trắng nửa bên hồng luôn nè. Đây là đặc tính của cây trắng lá chung ha. Thì trắng lá chung nó có hai dòng, cây trang trắng lá chung đó nha anh chị, lá của nó tầm trung ha. Tại vì trắng thì nó có nhiều loại trắng, trắng lá nhỏ nè, rồi trắng lá chung nè, trắng lá lớn nữa đó. Cho nên cây này nó tên là cây trắng lá chung. Thì trắng lá chung nó cũng có hai dòng, một dòng là nó không có cái viền hồng và một dòng là nó có cái viền hồng nha anh chị. Thì hiện tại cái dòng mà em đang trồng ở đây là cây này nó có viền hồng nha. Đây ví dụ như cái hoa này nè, anh chị thấy ở ngoài cánh hoa của nó hồng hồng. Để em kiếm thêm một cái cây khác đây, như cái cánh ở bên đây đi, để em quay sát lại cận cảnh cho anh chị mình xem nha. Đó anh chị thấy nó hồng hồng ở ngoài cái cánh hoa không đó. Cánh hoa nó hồng hồng ở ngoài đó, thì đó là những cái viền hồng của nó nha anh chị. Những cái cánh nào mà nó chạy màu đậm á là nó lên thành muốn cái sọc hồng luôn á anh chị. Và anh chị thấy nè, quá trời bông bạc ngàn luôn, từ đây xuống dưới kia khoảng cỡ 400 cây trang trắng lá chung nha anh chị, số lượng rất là nhiều. Anh chị nào mà muốn mua về mình chơi số nhiều á thì mình cứ gọi qua số điện thoại của em có bứng giao cho anh chị của mình luôn nha. Thì đất của em ở đây á là đất ở dưới ruộng anh chị, đây đất hồi trước của em là ruộng giống như vậy nè, múc lên rồi mình trồng á, mình đẩy cái lớp đất mặt vô, cho nên là cái đất này nó rất là tơi xốp, khi mà bứng á thì nó sẽ bể bầu, nó rất là khó bứng nha anh chị. Cho nên là em bứng em phải vô chậu luôn, cái cây trang bứng bể bầu là nó sẽ chết nha. Đối với một cái cây lớn giống như vậy nè, bứng vô đó nó chết rất là ổn. Anh chị thấy bông đặc cứng tàn hết trơn ha. Em chia sẻ cho anh chị nào mình chưa biết cái dòng trang trắng lá chung này, mình xem tham khảo thử nè. Cái dòng này á là hoa của nó hoàn toàn tự nhiên, rất là xiên bông luôn nha anh chị. Đó như cây của em trồng ở ngoài nè, em đâu có kích bông nó làm chi. Đó anh chị nhìn nè, bông cứng hết trơn nè, đọt nào cũng có bông á. Thì mấy cái nhánh này em cũng tỉa thường lắm anh chị. Đó, như anh chị thấy bên đây cái nhánh bành kia mở lên, hai nhánh nhỏ là em cắt ngang, nó cao quá để sau này vận chuyển nó cũng khó nữa anh chị. Giao hàng mà cái cây mà tính luôn cái chậu mà nó 2 mét thì bên vận chuyển người ta sẽ ăn thêm phí, cái hàng cồng kềnh đó anh chị, quá khổ quá tải. Mà giá hiện tại của cái cây trang trắng hiện tại thì bây giờ giá nó cũng không có cao nữa. Ngày trước á, lúc em trồng á là cây này nó mất tiền nha. Rồi ngày mà em trồng á, cái cây giống này hiện tại lúc đó là 20 mấy 30 ngàn một cây, nó cao một gang tay vậy nè anh chị. Lúc đó em trồng cái cây trang giống này nè rất là mắc chứ không có rẻ đâu. Sau một năm thì cây trang này bây giờ ít ai ngó tới rồi anh chị. Hiện tại bây giờ ít ai chơi cái dòng bông trang này, nó phủ ra quá nhiều, người ta nhân giống ra quá nhiều, cho nên là nhà nhà đều có, nói chung ai cũng có hết, chỉ cần mình bẻ một cái nhánh thôi. Mình bẻ một cái nhánh giống vậy là mình đem về mình cắt ra mình ghim là nó sẽ có cây con rồi, cho nên là ít ai mua ha hiện tại bây giờ á. Còn cái lô này của em thì em trồng hồi trước á, là toàn bộ là một thân hết nha anh chị, nhưng mà không có chăm sóc. Em trồng lúc đó em tính là trồng khoảng cỡ một năm thôi là em sẽ bứng, nên em chỉ trồng là có 80 cm là một cây, nhưng nên bây giờ cái tàn nó cứng hết trơn rồi, không có đi vô xịt thuốc được luôn nha anh chị, cứng hết rồi không có vô được nữa. Còn đây là cái thân của nó nè anh chị thấy nè,
cái gốc của nó nè anh chị. Trời ơi, kiến. Anh chị thấy kiến không? Nó đeo lên đỏ chân em chưa? Kiến lửa anh chị thấy. Quần ác ôm này nó cắn ngứa dữ lắm luôn nha anh chị. Còn như bên đây có cây này một thân. Toàn bộ nó là một thân hết nha anh chị. Nhưng mà tại vì cái gốc của nó nằm sát ở dưới á, hồi trước em chồng em chôn nó xuống dưới khoảng bao nhiêu đây nữa nè, khoảng cỡ một tấc á. Rồi cái gốc của nó nằm ở dưới anh chị. Rồi nó lên cái nó phù lại nó thành cái cũ nè, như vậy nè. Chứ cái gốc của nó còn xuống dưới nữa. Cái gốc của nó còn xuống dưới nữa, anh chị mình khai thác xuống ha. Còn ở đây thì em bứng thì nói chung hàng này không có thoát thân. Ngày xưa trồng cây trang trắng này nó nhảy nhánh rất là nhiều anh chị. Mà nó nhảy ngay cái giai đoạn nó đang phát triển thì ngay cái giai đoạn lúc đó là dịch Covid đó anh chị. Cái giai đoạn đó là không có đi tới lui được, còn em thì ở xa giường. Nói chung nhà của em cũng không có gần ở đây anh chị ơi, xa lắm. Nên không có vô được, không có cắt tỉa nó được đó. Thì ví dụ như hồi đó em trồng một cây nè, đó, em trồng một cây nè. Anh chị thấy cái gốc đó nè. Cái gốc ở dưới này hiện tại anh chị thấy hai ngón tay của em chia, gốc này nó cỡ hoành 13 14 anh chị. Thì nó lên hai tược này đi, hai tược phụ. Thì đáng lý mình phải cắt bỏ hai tược này để nó nuôi một cái thân này nè. Là bây giờ anh chị thấy giót lên rất là cao là nó thành một cây trang, một cốt thoát thân cao. Nhưng mà lúc đó em không có thời gian, không có vô được. Rồi em vô tới chừng vô được thì nó đã bự rồi. Nó đã lớn rồi, cho nên cắt lúc đó thì nó uổng, nên để luôn anh chị. Để luôn bây giờ thành ra nó bự vậy nè. Anh chị thấy không? Xum xê hết trơn nha anh chị. Rất là nhiều luôn, để em đi ra vòng ngoài em quay cho anh chị mình xem. Thì cái lô này khi nào em bứng vô em thường chậu lại rồi em sẽ chia sẻ tới anh chị. Thường á, là bứng vô là em sẽ cắt hết trơn, anh chị thấy chỉ còn nhánh thôi, không có còn thấy bông đâu, không còn thấy nó đẹp giống như vậy đâu anh chị. Cây trang cam đài loan lúc trước cũng vậy nha, cam đài loan hiện tại ở đây thì em còn cũng còn mấy cây nữa kìa, mấy cây đã xấu em chưa có bứng. Bứng vô rồi cái bắt đầu mình cắt đàn là hết trơn, nhìn nó rất là nhỏ gọn và nuôi lại cũng khoảng mấy tháng ở trong cái chậu á thì nó mới lên lại được như vậy nha anh chị. Anh chị thấy nè, quá trời bông luôn. Em đi dài dài cho anh chị xem á. Cái bờ này của em là tháng nước nó ngập nha anh chị. Mùa nước năm rồi nó bị ngập nhưng mà không có chết. Đổi lại nó còn sung hơn nữa, nó tốt hơn nữa. Khỏi tưới luôn. Anh chị nhìn bông liên tục luôn anh chị. Cây này nó đặc tính như vậy. Cỏ anh chị thấy. Quá trời cỏ ha. Cũng không có cách nào vô mặn được chứ anh chị ơi. Ở ngoài thì em xịt thuốc, còn ở trong này thì thua. Như mấy cái đường này thì em xịt nó chết nè. Mấy cái này nó mới lên lại nè. Ba cái rau dừa đồ nè, nó lên nè. Anh chị thấy nè. Cái lỗ bên đây được hơn hởm là có mấy cây tím sen em bứng gì nè. Bây giờ cỏ lên rồi đó anh chị. Bứng đứt cái màn phủ gà bắt đầu cỏ nó tràn vô liền. Đó. Trong này mà đi không khéo là họ bị ong nó quýnh nữa nha anh chị. Em đi vô này em hay bị ong nó rượt lắm. Tại vì cái con ong á nó hay vô mấy cái cây này nó làm ổ anh chị. Nó đeo theo mấy cái bông này nè. Mấy con ong lá á. Nó đeo theo mấy cái cây rồi nó làm ổ ở đây luôn. Nó như cây này được một thân nè anh chị. Hồi trước đáng lý là phải làm như vậy nè. Cây này hồi trước có cắt nè, có cái thẹo nhỏ nè. Nó lên một thân như nè. Ngon lành. Cây này mà nuôi bự lên sau này nó mới có giá trị, nó mới đẹp. Bên đó cũng có cây, bên kia cũng có cây nữa kìa. Còn mấy cây lên bụi không đẹp. Thì mấy con ong nó vô đây nó làm ổ. Mỗi lần vô đây bứng là mỗi lần bị ong quýnh anh chị ơi. Nó làm ổ kín lắm. Nhưng mà mình đi sát bên luôn nó cũng không có đánh nữa. Mình đi chen chút vô hồi luôn rồi động tới nó mới túa ra nó quýnh. Mắt xương chù dù. Bữa nó quýnh ngay cái lỗ mũi. Phù cái mũi lên như chưa mất giới đó chị. Ở đây là cái lô chen trắng của em ha. Quá trời luôn nè. Đây là cái lờ cua nè. Cái lờ này mùa nước người ta đặt rồi người ta bỏ luôn nè. Đó anh chị thấy nước nó ngập tới đây luôn đó anh chị. Ngập lên trên này luôn nè. Cây này bị chết nè anh chị. Cây này chắc gặp quá nó bị chết quá. Không anh chị ơi. Anh chị thấy em nắm em dở gốc như vậy mà nó nhúc nhích là cây này nó bị hư rễ hoặc là nó bị sâu đục thân rồi. Chứ không phải tự nhiên mà nó chết đâu. Cái trang chết phải có nhiều nguyên nhân nha anh chị. Hoặc là mấy con quỷ con chuột á. Có cái đùng chuột nè. Anh chị thấy nè. Đó, mấy cái hang chuột nè. Rồi khi nó chui nó đục vô rồi nó ngứa gan nó cạp đứt rễ trơn dưới nhỏ rồi nên nó chết á. Thường là cây gì nó chết cũng phải có nguyên nhân chứ không có mà tự nhiên mà cái cây nó chết được anh chị. Ví dụ anh chị mà mua trên mạng cái cây gì anh chị chậm thời gian chết cái anh chị nghĩ là bên vườn người ta làm cái gì đó người ta biết trồng cho nên cây không chết, còn mình mua gì mình chơi thời gian phải chết người ta mới bán được. Thực ra không phải như vậy đâu anh chị.
nó có nhiều nguyên nhân lắm. Như trong cái video em có chia sẻ anh chị video trước á, nó đủ thứ nguyên nhân để nó chết trơn, chứ không phải mà mua gì trồng rồi thời gian nó chết. Người ta bán, người ta không có muốn bán cho mình cái cây chết làm gì đâu anh chị. Người ta trồng từ nhỏ tới lớn rồi bán cho anh chị trồng khoảng 1 tháng 2 tháng chết. Nói chung kêu em làm vậy em cũng không biết đường làm sao nữa. Thì người ta bán như vậy mất uy tín của người ta, dẫn đến mất mối. Đâu có gì lợi những một cây trước mắt mà làm như vậy được anh chị. Đâu có nhiều tiền. Đó. Đây cái bông của nó nè anh chị thấy nè. Trời ơi. Cái này ở ngoài nắng anh chị. Anh chị thấy cái viền hồng của nó nè. Cái viền hồng đó anh chị thấy không? Bông quá xá là bông luôn rồi anh chị ơi. Bạc ngàn. Từ đây mà anh chị nhìn lên kia, nó đang cao hiện tại là ngang cái miệng của em à. Ngang của miệng em thì nó tầm khoảng 1,5 m anh chị ơi. Từ mặt đất đi lên mấy cây này 1,5 m hết rồi. Quá xá là cao. Cây này nữa gửi cũng chua lắm nè anh chị. Anh chị nào mà nữa ở gần em á, anh chị mua giao bằng xe cái đường xe tải á, cây nó còn đẹp, nó ngon. Còn anh chị ở xa gửi ship á, là về phải nuôi lại. Tại vì cái cây gửi ship đi, cây chanh trắng này gửi đi rất là dễ rụng nụ. Cây chanh trắng này đụng vô nó rụng. Ở trong đây là môi trường tự nhiên, em không có xịt thuốc gì hết. Mà anh chị thấy không, bông nó nè, nó rụng số ít lắm anh chị, nó không có rụng nhiều nha. Quá trời nhiều rồi, mấy con kiến này ăn không hết nổi anh chị ơi. Nó cắn mỗi găng hết trơn rồi, cắn sức hàm hạ của nó luôn, cũng không hết cái đám trang này được. Nên là bông còn rất là nhiều, nó cũng có ăn nha anh chị, nhưng mà khoảng ít thôi. Sâu thì em xịt rồi, cho nên là không có sâu, chỉ có kiến thôi, trong này chỉ có kiến à. Nó ăn không nổi. Còn như ở cái nhà em đó, hoặc là anh chị mua về một hai chậu á, là nó cạp hết trơn. Nó cạp rụng nụ hết trơn. Còn ở đây nhiều quá, cạp không nổi. Clip này em chia sẻ cho anh chị mình xem cái nét đẹp của cái chanh trắng á. Ở đây thì em chưa có dọn lại nên là thẩm mỹ chưa có được đẹp. Quá trời dây nó bò, dây leo nó bò lên tùm lum hết trơn. Ở đây ngày xưa là em chừa cái lối đi nè anh chị. Cái lối đi nè, một clip như vậy là em trồng bề ngang là 3 cây. 3 cây mà chéo nhau hình tam giác đó anh chị. Một cây ở bìa, rồi một cây ở chính giữa này, xéo xuống đó, rồi một cây xéo lên trở lại một cây là hình tam giác là 3 cây. Rồi em có chừa đường chính giữa này đi nè, mà giờ nó che ra. Bít hết trơn rồi. Không còn lối đi nữa anh chị ơi. Ở đây mai mốt em sẽ bứng em về nó qua đây nè. Đang tranh thủ làm bứng về qua bên đây. Em về nó qua bên đây rồi cái bắt đầu giữ mát cho nó, giữ ẩm để tưới nước nè anh chị, tưới nước đây nè. Rồi khi nào mà nó lên lại giống như vậy nè thì em mới quay lại em bán cho anh chị mình xem. Chắc cũng còn mấy tháng nữa anh chị. Tại vì bứng vô chậu rồi tỉnh lại cũng cả tháng rồi. Em bứng là em cắt hết trơn, chuỗi đuổi hết trơn luôn mấy cái bông này á. Em cắt chuỗi hết trơn luôn anh chị. Rồi anh chị nào mà thường có làm thuốc cho cái bông chanh trắng này nè. Đó. Anh chị nào mà có ở gần em á mà có một số anh chị thường thường hỏi em đó là lấy cái bông chanh này làm thuốc nam đó. Thì ở đây em bạc ngàn luôn nha. Đó, anh chị có liên hệ với em chỉ cái vườn vô mình cắt ha. Cắt thoải mái nha anh chị. Anh chị càng cắt nó càng lên, em không có nhóc ruột gì đâu, cứ cắt thoải mái. Ba cái quỷ này anh chị cắt nó lên còn dữ nữa. Giống như mình cắt tỉa tàn đó, cái này em không có tỉa nó chứ em tỉa nó là bây giờ tàn tròn lụm nó bự dữ lắm rồi. Bên đó là mỹ cam đó anh chị. Còn trên đây là chanh tàu với hồng phấn em có bứng vô lai gai rồi, còn có một mớ dưới sót là mấy cây chanh trắng đó. Bên đó là dạng hường thì bây giờ nói chung nó không có được đẹp như hồi xưa nữa. Hồi xưa dạng hường mới ra nó cũng mắc, em có trồng một đám ở bên đó dạng hường đó anh chị, nhưng mà hiện tại bây giờ nó không có đẹp nên là không có ai mua anh chị ơi. Dạng hường không đẹp được như cây mỹ cam đâu, cây mỹ cam thấy nó còn đẹp hơn dạng hường. Cái dạng hường đó anh chị thấy một bờ ở bên đó xa xa nó nguyên một bờ không đẹp. Còn mỹ cam bên kia thì lên bụi hết rồi anh chị. Mỹ cam lên bụi thì gửi một bụi mỹ cam như vậy, nếu em gửi cho anh chị mình giá là tầm 150 cho tới 200 thôi, cây nó bự vậy đó anh chị, là bao ship ha. Tại vì ship một bụi vậy thì nó hết khoảng 70.000 à. Thì tính ra nó cũng không có nhiều tiền mà phải mướn người bứng nè anh chị. Mướn người bứng nè, rồi vô cái chậu nè. Cái chậu hết 2-3 ngàn à. Cái chậu bự đó anh chị. Rồi phân gom sơ dừa nữa, vô chậu là phải vô cái phân tốt cho nó là cái cây nó mới phát triển được anh chị. Chứ anh chị mà vô qua lo là cái cây nó không có tốt đâu. Cây ở ngoài nó đang xanh vậy chứ anh chị vô chậu mà cái phân dở là cái cây nó sựng lại nó vàng liền. Đó, vô phân nữa này kia rồi tưới nữa. Chừng nào nó tỉnh lại mới gửi được chứ đâu phải là bứng vô bán liền đâu. Đó giờ em không có bứng cây vô bán liền nha anh chị. Bứng cây vô bán liền là em có nói trước. Nó héo dữ lắm luôn. Thường thường anh chị mua trên mạng mà thấy cái cây bó cái bầu vàng vàng đó là cây đó mới vừa bứng vô người ta bán liền cho mình ha. Anh chị không biết chăm là lơ mơ là cái cây nó sẽ bị chết nha, rồi là cây bị si.
nó không có đẹp như lúc ban đầu mình mua. Thì clip này em chia sẻ tới anh chị mình bao nhiêu đây ha, anh chị nào có yêu quý bấm đăng ký kênh ủng hộ em, còn anh chị nào chưa biết cái kỹ thuật mà chăm sóc cây bông trang á, mình có thể xem lại cái video trước của em. Ở trong một video em có chia sẻ cái cách mà mình chăm sóc á, khi mình mua cái cây bông trang gì mình nhận gì mình không biết trồng sao đó, mình có thể vô mình xem thử, xem có cái nguyên nhân nào mà mình bị phải mà mình không biết cách xử lý không, thì mình xem mình tham khảo thử ha. Rồi em cảm ơn anh chị đã theo dõi hết video của em ha, thì em xin dừng video ở đây, hẹn gặp lại anh chị mình trong những video kế tiếp ha.